Đối với cá nhân này thì dùng cái từ sến sến này. Khi mặc của Em Ly đó là ngoại hình khá là đặc biệt. Thứ hai, Em Ly học rất là nhanh. Em Ly nghĩ đấy là hai thế mặt của Em Ly. Bạn Em Ly cũng thấy rất là khỏe. Chị Em Ly rất là xứng đáng, cân bằng được tất cả các yếu tố ban giám khảo đòi hỏi, mong muốn. Nói ra, buông tao ra. Tao là không phải, tao không phải là người đầu tiên. Buông ra. Chưa ra nhé. Mình bị lanh quá nên đâm ra đôi khi nó sẽ mất tự nhiên, nên là Em Ly thiếu phần lắng nghe với bạn diễn. Em thật ra là chưa có cơ hội thật sự được sống được hóa thân của cái người. Thì chị Ánh có châu chú và làm cho mình cảm nhận được cái nhân vật và cái việc mình đang làm. Ông chỉ có một đường sống sót, còn tôi không có lựa chọn nào khác ngoài ông. Nên là ông ta phải chết. Đã muốn là phải làm được. Khi mà chưa đạt được mục đích của mình, có đau đớn thì cũng không phải là một vấn đề quá to tát. Và Em Ly đến đây để chứng minh là mình là một trong người xứng đáng với đã ngủ. Mỗi lần lên sân khấu thì rất là tự tin, nhưng mà diễn điện ảnh thì em sợ lắm. Ngày đầu tiên tập không biết nói chuyện với ai luôn á, khá là ngại ngùng và e dè. Mọi người gọi Lê Lộc là đánh như phủi ruồi. Lê Lộc chưa từng tiếp xúc với hành động cũng như là võ thuật bao giờ. Cái chấn thương, cái đau đớn, bằng khỉ thì có hết á. Mẹ Lê Lộc chỉ nói là cực cho con quá. Bước vô điện ảnh thì em còn thiếu sót rất nhiều, nhưng mà em vẫn cố gắng. Thì những cái đau đớn này chị đừng có bắt đầu. Chị luôn luôn nói là mình làm một lần không được nhưng mình làm 10 lần, 10 lần không được nhưng mình làm 100 lần. Không có gì làm tốt hơn ngoài việc tập nhiều và tập về nhà cứ đứng trước gương và tự đánh. Đã vô đến đây rồi, hy sinh hết tất cả. Trong con người của Lê Lộc có một chút gì đó rất là lì, nhưng mà đến với thằng sói thì Lê Lộc cảm thấy là mình đi được. Tất cả mọi người, từ gia đình đến người thân, bạn bè, ai cũng được ủng hộ và đặc biệt cho Lê Lộc hết. Đây là cơ hội và Lê Lộc nghĩ rằng mình sẽ có một dấu ấn riêng. Đây là trong lòng khán giả cũng như là cho gia đình Lê Lộc. Đối với em môn thể hình, em cũng như một tờ giấy trắng vậy. Để năm thứ hai mới vô địch thế giới, năm thứ ba vẫn vô địch thế giới. Mọi công việc của em làm là em sẽ phải cố gắng hết sức, sẽ làm được. Đó là cái ngày hôm đó là mọi người cắt tiết phim ở ngay cái trung tâm Tina tập thể dục, và thế là Tina đang tập thể dục. Tina thấy rằng là vui quá mà đi làm gì, chạy ra cát cũng đi dạy các kiểu, xong rồi vô cát. Chị Thảo thì rất dễ thương, rất dễ gần, hay giỡn. Thì nói chung là khi mà tập luyện, ăn uống hay là nghỉ ngơi cũng chị em cũng rất là vui vẻ với nhau, luôn giúp đỡ nhau. Nói vậy thôi chứ không biết được ai là chị ai là em đâu. Mình cảm giác là rất thích kiểu đánh của chị Thảo. Chị Thảo nhìn làm cho mình thấy một cái gì đó nó khác với mọi người, mình thích cái kiểu đánh của chị Thảo. Cái chuyện thể lực hoặc là chuyện cách ca đơ hay là võ thuật, cái chuyện nó không thành vấn đề. Trước đó mình tập luyện thi đấu là một ngày mình tập rất là nhiều để chuẩn bị giải này nọ, nhưng mà khi mà mình đã tham gia rồi thì mình phải ưu tiên cái việc này. Mình phải chịu mất một số cơ của mình thì lên hình nó sẽ đẹp hơn, và đánh cái lực đánh này nó sẽ nhanh hơn. Cảm xúc của chị nó hay bị lẫn lộn. Em là nhân vật nhân cảnh, em còn thiếu rất nhiều so với các bạn, nên chị không biết là em có đủ quyền lực để phấn đấu 10 lần các hay không. Cái mà khó khăn của Tina đó là diễn xuất. Tina có vài buổi đầu tiên thì chưa có bắt kịp theo bạn bè, chưa có quen với việc là phải diễn xuất như thế nào, không có nhập tâm vô được cái nhân vật của mình muốn. Và về nhà thì Tina cũng phải tự cố gắng, mình quay lại mình diễn như thế nào đó, ngày hôm sau vô phải làm lại và ngày hôm sau nó làm lại nữa. Thì Tina thấy là Tina có cải thiện nhiều. Lúc đầu mình cũng hơi bị vấn đề hoang mang vậy đó, cứ hơi bị lệch tâm. Thì ảnh đưa mình vô cái thế là giống như là khơi gọi cảm xúc, nó sẽ dâng lên. Sau cái ngày hôm qua là ngày hôm qua 4 điểm, còn đây là 9 điểm. Mỗi người đều có một cái đặc điểm và ưu điểm khác nhau. Tại vì trong cái quá trình tập luyện và học hỏi chung với nhau thì cái khả năng, ưu điểm và nhược điểm mọi người đều lộ ra hết. Tina có thể vô được top 3 nhất hoặc nhì.